Bạn trang phục đây dùng trang phục để dùng đông của chúng mình đó là làm để cho mình biết cái trang phục cho mình tham quan. Hôm nay tính đi ao bò ôm nè, ao bò ôm bữa gần tối nha, chắc này cũng tầm 6 giờ mấy nha cô chú anh chị. Này đây chuẩn bị làm lễ ốc bóc nha của người Khmer nha. Bây giờ người ta thả tới gầm, người ta thả đòn đèn dưới đây nè, cái này cô chú anh chị dưới đây nè đó, người ta sẽ thả đòn đèn dưới đây đó, người ta trang trí ha. Đó, nhớ xem video, nhớ đăng ký một like và một lượt chia sẻ ngang cho Tứng nha. Rồi đi theo Tứng 6 giờ mấy người ta đợi cũng đông ngang cô chú anh chị đó. Đó, ta đeo vàng lồng à. Đó. Đó, ta chưa mở đèn nha, mình lại cũng tầm 6 giờ mấy nha, người ta đi nha, người ta đi ao bò nha. Không, người ta đi đông ha, chắc này mới có tầm 6 giờ mười mấy à. Đó, còn người ta làm cái hoa sen giữa nha. Đó, hoa sen giữa. Đó, đốt đèn ha, như vậy. Đó, ta mở đèn nè. Đó, mình vừa lại tới mở đèn rồi. Đó. Người ta lại chơi đông rồi. Thiết kế cầu xuống nha, thả nó kêu giống như thả hoa đăng vậy á. Đẹp quá ha, cô chú anh chị. Thì ta thiết kế sen. Còn xung quanh là người ta buôn bán ở dưới gần dưới nữa. Người ta lại đông. Bây giờ theo Tứng chạy xe một vòng ao bò nha. Rồi bắt đầu đi với Tứng xung quanh ao bò nha. Người ta chuẩn bị làm ốc bóc ao bò. Mình đi hơi đường nó hơi bị dằn cái này tôi chính vậy. Tối rồi không có thấy rõ như đâu, nhưng mà mình chạy hết ao bò cho tôi chính chị xem. Ta lại đông không, này mới tầm 6 giờ mấy à. Tại Tứng cũng tranh thủ chạy lại cho xem review cho khu du lịch ao bò cho cô chú anh chị xem. Đó, cái ao rộng lắm. Đó. Gầm người ta chơi lớn lắm cô chú anh chị, người ta thả hoa đăng rồi ở dưới nước á. Cái này là ta đi đó. Giờ tầm tầm người ta nhóc luôn. Ta đi nhóc luôn rồi. Đó. Đó. Đó trời, người ta chạy vòng vòng luôn á. Cái ngày gầm ốc bóc là người ta chơi đông lắm cô chú anh chị nha. Đó, Tứng đi vòng vòng cho xem. Đó, người ta ngồi. Khu vuông nó rộng, một phần là cây cối nó bự. Ta bán đồ quá trời luôn.
đồ à, chứ anh chị người ta bán đồ nhóc rồi đó, có đẹp luôn đó, bán nước bán đồ nhóc rồi. Người ta chuẩn bị làm để ốc bóc ha, còn ở sau đó là chùa sau đó. Dòng quanh đầu cờ chúng tôi xem chỉ để tự gầm người ta sẽ dưng vòng vòng á của chính trị này, cái nó giống như trang phục của người xung quanh này, trang phục à, để mà nhân vật trang phục cho mình tham quan. Ý nghĩa của mình đây để mình tham quan hết. Phải trang trí chuẩn bị nó chơi gầm thì nghe tham quan có sân khấu câu bình tráng nó cái sân khấu bình tráng như thế kia để chơi ngày gần này có để cho mình tham quan để phong tục của người Khmer, biết như phong tục của người Khmer nha. Đó, thì chứ anh chị nào lại tham quan vừa vô, còn Tính thì chỉ có quay sơ bộ thôi chứ Tính không có vô xem kỹ.